Minh Đường Tử Vi hoan hỷ chào đón các bạn. Chúc các bạn bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự cát tường. Sau đây, mời các bạn đón xem tử vi 12 con giáp thứ ba ngày mùng 6 tháng 7 năm 2021 và theo âm lịch, hôm nay là ngày 27 tháng 5 năm Tân Sửu. Ngày này là ngày Ất Mão, tháng Giáp Ngọ, năm Tân Sửu và ngày hôm nay là ngày Hoàng đạo. Các giờ Hoàng đạo trong ngày như giờ Bính Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Tư Mệnh, giờ Mậu Dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Thanh Long, giờ Kỷ Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Minh Đường, giờ Nhâm Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Kim Quỹ, giờ Quý Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Bảo Quang, giờ Ất Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Ngọc Đường. Giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ Đinh Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Câu Trận, giờ Canh Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Thiên Hình, giờ Tân Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Chu Tước, giờ Giáp Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Bạch Hổ, giờ Bính Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Đinh Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Nguyên Vũ. Về ngũ hành niên mệnh đại khê thủy ngày Ất Mão tức can chi tương đồng thuộc mộc và ngày hôm nay là ngày cát. Về nạp âm đại khê thủy kỷ tuổi kỷ dậu đinh dậu ngày thuộc hành thủy khắc với hành hỏa, đặc biệt là tuổi kỷ sửu đinh dậu kỷ mùi thuộc hành hỏa không sợ thủy. Ngày mão lục hợp với tuất, tam hợp với mùi và hợi thành mộc cục, xung với dậu, hình tý, hại thìn, phá ngọ và tuyệt thân. Vài tuổi xung khắc trong ngày, tuổi kỷ dậu, đinh dậu, tân mùi, tân sửu, tuổi xung trong tháng, tuổi mậu tý, nhâm tý, canh dần. Vài các sao tốt xấu trong ngày có các sao tốt như sao thiên thành, tốt mọi việc, sao u vi tinh, tốt mọi việc, sao tục thế, tốt mọi việc, nhất là cưới hỏi, sao mậu thương, tốt về cầu tài lộc, khai trương, mở kho, sao ngọc đường hoàng đạo, tốt mọi việc, sao nhân chuyên, đại cát, tốt mọi việc, có thể giải được sao xấu, trừ sao, kim thần thất sát. Sao xấu trong ngày gồm có sao địa phá, kỵ về xây dựng nhà cửa, khởi công, động thổ, sao hỏa tai, xấu đối với xây dựng nhà cửa, đổ mái, sửa sang nhà cửa, sao ngũ quỷ, kỵ về xuất hành, sao băng tiêu ngọa hãm, xấu mọi việc, sao hà khôi, xấu mọi việc, nhất là khởi công, động thổ, xây dựng về nhà cửa, sao vãn vong, kỵ về xuất hành, cưới hỏi, cầu tài lộc, khởi công, động thổ, sao cửu không, kỵ về xuất hành, cầu tài lộc, khai trương, sao lõ ban sát, kỵ về khởi công, động thổ. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần, hướng Tây Bắc, tài thần, hướng Đông Nam. Sau đây, mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ ba ngày mùng 6 tháng 7 năm 2021. Mời các bạn cùng theo dõi. Đầu tiên, mời các bạn đón xem tử vi tuổi Tý thứ ba ngày mùng 6 tháng 7 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi Tý cho chúng ta thấy là với bạn tuổi Tý đang có điềm báo phải đối diện với không ít những trắc trở do chịu ảnh hưởng của cục diện ngũ hành Tý Mão Tư Hình gây ra. Cũng bởi tính cách cao ngạo, nói năng chẳng kiêng nể ai mà với bạn tuổi Tý có thể gây ra không ít những mâu thuẫn, thị phi trong cả công việc lẫn đời sống. May mắn là trong vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi Tý lại đang gặp được ngày có thực thần chiếu mệnh trợ giúp cho bạn, cho nên bạn nhanh chóng tìm ra được, nhìn ra được những cơ hội phát tài, phát lộc trong ngày hôm nay. Với những bạn kinh doanh buôn bán có thể nhận được cơ hội này để mở rộng và phát triển đầu tư thu lợi nhuận về cho mình nữa. Ngày này với bạn tuổi Tý á cũng đang gặp được ngày có ngũ hành
thủy mộc tương sinh, báo hiệu cho bạn đang có được vận đào hoa khởi sắc mạnh mẽ. Đối với những bạn đang còn độc thân, được người thân, bạn bè giới thiệu làm quen với một vài đối tượng phù hợp, bạn cần phải cởi mở trái tim mình và đón nhận tình cảm của đối phương bạn tuổi Tý nhé. Vài tử vi tuổi Giáp Tý thuộc mệnh kim, tránh xa thị phi trong công việc hay là các mối quan hệ xã giao. Tử vi tuổi Bính Tý thuộc mệnh thủy, cơ hội phát tài phát lộc nhanh chóng, đừng có bỏ lỡ. Tử vi tuổi Mậu Tý thuộc mệnh hỏa, tình cảm gia đình có được sự hài hòa, êm ấm. Tử vi tuổi Canh Tý thuộc mệnh thổ, cẩn trọng trong từng lời ăn, hành động, kẻo lại rước họa vào thân. Tử vi tuổi Nhâm Tý thuộc mệnh mộc, vận đào hoa được khởi sắc, dễ dàng tìm được một nửa cho mình. Vài đánh giá của bạn tuổi Tý trong ngày thứ ba này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 56, số 72, giờ tốt từ 3 giờ đến 5 giờ, màu sắc cát tường màu trắng, màu đen, quý nhân phù trợ tuổi Thìn, tuổi Thân, tuổi Sửu. Tử vi tuổi Sửu thứ ba ngày 6 tháng 7 năm 2021. Xem tử vi hàng ngày của 12 con giáp cho thấy với bạn tuổi Sửu trong ngày thứ ba này đang gặp được ngày của thiên ấn trợ mệnh, cho nên bạn tuổi Sửu được tạo điều kiện thuận lợi để khẳng định vị thế của bản thân mình, nhất là đối với những người làm trong những lĩnh vực như là nghệ thuật, y học, khoa học, dịch vụ hay là ngành nghề tự do. Với tài trí của mình, bạn tuổi Sửu là người thông minh, đang ngày một tiến gần hơn tới mục tiêu của bản thân mình rồi. Bạn cần phải tiếp tục nỗ lực và không ngừng vượt qua mọi rào cản để tiến tới thành công. Tiếc là trong vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi Sửu lại đang gặp ngày có mộc khắc với thổ. Cái điều này làm cho chuyện tình cảm của bản mệnh lại chẳng được như ý muốn. Bạn mãi mê với công việc mà không đoái hoài gì tới nửa kia của mình, khiến cho khoảng cách giữa hai người càng ngày càng xa nhau hơn. Và với bạn tuổi Sửu, bạn hãy dành thời gian ít ỏi của mình để tỏa lòng yêu thương, trân trọng người ấy trước khi bạn cảm thấy hối hận vì những gì bạn sẽ đánh mất đi đối bạn tuổi Sửu nhé. Ngày này với bạn tuổi Sửu xuất hành đi xa thì được thuận lợi, mọi việc được như ý, tài lộc được tăng tiến. Về tử vi tuổi Ất Sửu thuộc mệnh kim, mối quan hệ về tình cảm thiếu đi sự vun đắp mà dần xa cách. Tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc mệnh thủy, khẳng định được năng lực và vị thế của bản thân. Tử vi tuổi Kỷ Sửu thuộc mệnh hỏa, nên quan tâm tới sức khỏe của mình. Tử vi tuổi Tân Sửu thuộc mệnh thổ, hãy trân trọng những người ở bên cạnh. Tử vi tuổi Quý Sửu thuộc mệnh mộc, tiếp tục nỗ lực và vượt qua mọi thử thách để đến gần hơn với thành công. Vài đánh giá của bạn tuổi Sửu trong ngày thứ ba này: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 35, số 76, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường màu nâu, màu vàng, quý nhân phù trợ tuổi Tỵ, tuổi Dậu, tuổi Tý. Tử vi tuổi Dần thứ ba ngày 6 tháng 7 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi Dần cho chúng ta thấy là với bạn tuổi Dần đang có được báo hiệu đón nhận không ít tin vui về công việc khi bạn đang gặp được vận quý nhân tam hội ở bên tương trợ cho bạn. Bạn tuổi Dần không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao mà còn nhanh tay giúp đỡ những người xung quanh khi họ gặp phải những khó khăn nữa. Với những mối quan hệ xã giao của bạn mệnh cũng vì thế mà trở nên hài hòa, tốt đẹp hơn rất nhiều. Và chắc chắn cấp trên cũng sẽ nhìn ra được tiềm năng ở nơi bạn và sớm sao cho bạn những cơ hội để thăng tiến vượt bậc trong tương lai nữa. Lại thêm, trong vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi Dần đang gặp được ngày có chính tài chiếu mệnh, và đây là cát thần chủ về tài lộc sẽ mang đến cho bạn có được cơ may tăng tiến về tài lộc.
Bạn tuổi Dần tha hồ tiêu tiền mà không còn phải lo lắng, lo nghĩ quá nhiều. Tuy nhiên, tất cả chỉ nên trong một giới hạn cho phép mà thôi. Với bạn tuổi Dần cũng cần phải tiếp tục tuân thủ những kế hoạch quản lý về chi tiêu, về tài chính đề ra từ trước đó của mình nhé. Trong ngày thứ ba này với bạn tuổi Dần, khởi công, động thổ, xây dựng về nhà cửa đều được thuận lợi, gặp nhiều may mắn, mọi việc đều êm xuôi và bạn cũng cần nên nhớ là xuất hành theo những hướng tốt để có thêm nhiều may mắn cho mình. Hướng tốt đó là hỷ thần, hướng Tây Bắc và tài thần, hướng Đông Nam. Vài tử vi tuổi Giáp Dần thuộc mệnh Thủy, các mối quan hệ xã giao có được sự hài hòa, tốt đẹp. Tử vi tuổi Bính Dần thuộc mệnh Hỏa, công việc đạt được nhiều thành tựu đáng mừng. Tử vi tuổi Mậu Dần thuộc mệnh Thổ, cần phải chú ý nhiều hơn tới tình hình sức khỏe của bản thân. Tử vi tuổi Canh Dần thuộc mệnh Mộc, cơ hội kiếm tiền ngay khi trước mắt, đừng có bỏ lỡ. Tử vi tuổi Nhâm Dần thuộc mệnh Kim, tiền nhiều nhưng vẫn cần phải quản lý chi tiêu có kế hoạch cho cụ thể. Vài đánh giá của bạn tuổi Dần trong ngày thứ ba này: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 25, số 55, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh lá, màu xanh lam, quý nhân phù trợ, tuổi ngọ, tuổi hợi, tuổi tuất. Tử vi tuổi Mão thứ ba ngày mùng 6 tháng 7 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi Mão cho chúng ta thấy là bạn tuổi Mão trong ngày này đang gặp được ngày có thiên tài chiếu mệnh. Cái điều này làm cho bạn tuổi Mão sẽ gặp được nhiều may mắn bất ngờ về tiền bạc trong ngày hôm nay và bạn có thể sẽ nhận được khoản thu nhập từ nghề tay trái của mình, rất có thể cũng sẽ được trúng thưởng trong ngày hôm nay hay là được ai cho tặng về tài sản. Và đây là vận may hiếm có dành riêng cho bạn. Với bạn tuổi Mão cần phải biết tận dụng đúng nơi đúng lúc nữa nhé. Ngày này với bạn tuổi Mão cũng đang gặp ngày có mộc khí quá vượng. Cái điều này làm cho bạn mệnh nên quan tâm nhiều tới sức khỏe của mình. Tình trạng mệt mỏi, đau đầu kéo dài có thể là một trong những dấu hiệu cảnh báo bệnh tật cho bạn. Vì vậy, bạn tuổi Mão, nếu như cảm thấy cơ thể có những dấu hiệu bất thường thì bạn nên đến những cơ sở y tế để thăm khám và kịp thời chữa trị. Xem tử vi cho thấy hôm nay là ngày 27 tháng 5 năm Tân Sửu. Ngày này nhân thần ở phía trong khớp cổ chân, khí xung và xương bánh chè. Vì vậy với bạn tuổi Mão nên tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm chích ở các vị trí này. Ngày này bạn tuổi Mão xuất hành thì có được vận quý nhân phù trợ, buôn bán gặp thời, buôn may bán đắt, mọi việc đều tốt, có tài, có lộc, có được tin vui. Về tử vi tuổi Ất Mão thuộc mệnh Thủy, tin vui từ nguồn thu nhập mang đến. Tử vi tuổi Đinh Mão thuộc mệnh Hỏa, đừng có bỏ lỡ những vận may kiếm tiền hiếm có. Tử vi tuổi Kỷ Mão thuộc mệnh Thổ, sức khỏe là vốn quý, không thể lơ là. Tử vi tuổi Tân Mão thuộc mệnh Mộc, hãy chú ý hơn tới các dấu hiệu cảnh báo của cơ thể. Tử vi tuổi Quý Mão thuộc mệnh Kim, nên hạn chế tiến hành những công việc trọng đại trong ngày hôm nay. Về đánh giá của bạn tuổi Mão trong ngày thứ ba này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 13, số 64, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh dương, màu đen, quý nhân phù trợ, tuổi hợi, tuổi mùi, tuổi tuất. Tử vi tuổi Thìn thứ ba ngày mùng 6 tháng 7 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi Thìn cho chúng ta thấy là bạn tuổi Thìn trong ngày này đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành Mão Thìn tương hội. Cái điều này sẽ trợ vận cho bạn trong ngày hôm nay có được một ngày thuận lợi, suôn sẻ, khó ai sánh bằng. Quý nhân sẽ đưa đường, chỉ lối cho bạn, giúp cho bạn từng bước tiến bước vững chắc trên những nấc thang đi tới thành công.
Ngày này với bạn tuổi Thìn, sự xuất hiện của chính ấn chiếu mệnh còn giúp cho bạn khẳng định được năng lực và củng cố của bản thân mình được vững vàng hơn. Với những kiến thức thâm sâu, uyên bác đã đúc kết được qua khoảng thời gian dài vừa rồi, bạn đã hoàn toàn có thể chinh phục được mọi đỉnh cao danh vọng ở phía trước. Tuy nhiên, về đời sống tình cảm của bạn tuổi Thìn trong ngày hôm nay lại gặp không ít những khúc mắc do ngũ hành, thổ mộc xung khắc gây ra. Với những bất đồng ý kiến giữa bạn và cha mẹ hay là con cái, anh em, bạn bè, đồng nghiệp là nguyên nhân chính dẫn đến những sự căng thẳng một ngày càng leo thang hơn. Bản mệnh tuổi Thìn cần phải giữ vững bình tĩnh và học cách kiềm chế bản thân mình thật tốt mới mong mọi việc tiến triển theo chiều hướng tốt hơn được. Vài tử vi tuổi Giáp Thìn thuộc mệnh Hỏa, vị thế của bản thân được củng cố thêm phần vững chắc hơn. Tử vi tuổi Bính Thìn thuộc mệnh Thổ, học cách kiềm chế bản thân nếu như bạn muốn mọi việc được như ý. Tử vi tuổi Mậu Thìn thuộc mệnh Mộc, có sự bất đồng quan điểm khiến cho các mối quan hệ trở nên căng thẳng. Tử vi tuổi Canh Thìn thuộc mệnh Kim, mâu thuẫn giữa các thành viên trong gia đình không có hồi kết. Tử vi tuổi Nhâm Thìn thuộc mệnh Thủy, mọi công việc diễn ra được thuận lợi, suôn sẻ nhờ có quý nhân giúp đỡ. Vài đánh giá của bạn tuổi Thìn trong ngày thứ ba này: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 46, số 95, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu cà phê, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi Dậu, tuổi Tý, tuổi Thân. Tử vi tuổi Tỵ thứ ba ngày mùng 6 tháng 7 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi Tỵ cho chúng ta thấy là bạn tuổi Tỵ đang gặp được ngày có chính quan trợ mệnh. Cái điều này giúp cho bạn có thể thực hiện được những khía cạnh mới mẻ của bản thân. Bạn nhanh chóng ghi điểm trong mắt cấp trên và đồng nghiệp với khả năng của mình. Bạn hoàn toàn có thể chinh phục được bất cứ thử thách nào đặt ra trong ngày hôm nay. Ngày này với bạn tuổi Tỵ lại đang gặp được ngày có hỏa mộc tương sinh. Cái điều này giúp cho những bạn đang còn độc thân rất vượng vận về đào hoa, dễ đón tin vui về tình cảm trong ngày. Và bạn sẽ sớm tìm được người tình trong mộng của mình qua những buổi gặp gỡ với bạn bè hay là họp mặt. Với sức quyến rũ của bạn khiến cho đối phương chẳng thể nào từ chối được. Trong ngày thứ ba này với bạn tuổi Tỵ, đi xa thì gặp được người, có quý nhân giúp đỡ, có tài, có danh tiếng, có được tin vui. Trong ngày có thiên quan, làm quan chức có được sự sang quý, dễ thành công, lòng người nhân hậu, hiền lành và đức độ. Vài tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc mệnh Hỏa, tài trí được tỏa sáng, mọi người ghi nhận về năng lực. Tử vi tuổi Đinh Tỵ thuộc mệnh Thổ, mở lòng đón nhận tình cảm của đối phương. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ thuộc mệnh Mộc, quan hệ về tình cảm nồng nàn, thắm thiết. Tử vi tuổi Tân Tỵ thuộc mệnh Kim, không ngừng nỗ lực, thành công sẽ đến. Tử vi tuổi Quý Tỵ thuộc mệnh Thủy, đối với những bạn đang còn độc thân, có được cơ hội tìm thấy một nửa của mình. Và đánh giá của bạn tuổi Tỵ trong ngày thứ ba này: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 18, số 65, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu đỏ, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Dậu, tuổi Thân. Tử vi tuổi Ngọ thứ ba ngày mùng 6 tháng 7 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi Ngọ cho chúng ta thấy là bạn tuổi Ngọ trong ngày này đang chịu ảnh hưởng của cục diện ngũ hành tứ hình xung Tý Ngọ Mão Dậu. Cái điều này sẽ ảnh hưởng không mấy tích cực tới vận trình của bạn ngày hôm nay. Với những quan điểm trái ngược trong cách xử lý công việc là nguyên nhân khiến cho những mâu thuẫn trong tập thể trở nên căng thẳng hơn. Và nếu như bạn tuổi Ngọ không thể dẹp bỏ những cái tôi của mình và nhìn về mục tiêu chung thì e rằng đích đến thành công sẽ còn khá xa nữa.
Chẳng những thế, trong vận trình ngày thứ ba này với bà Tử Ngọ đang có sự xuất hiện của thiên quan chiếu mệnh lại khiến cho tình hình trở nên khó khăn hơn. Hung thần nấp ở phía sau kẻ tiểu nhân, đem lời công kích gây tổn hại không ít tới danh tiếng của bạn. Bản mệnh cần phải thật cẩn trọng trong từng lời ăn tiếng nói, hành động trong thời điểm này rất nhạy cảm. Ngày này với bà Tuổi Ngọ lại đang gặp được ngày có mộc sinh cho hỏa vượng. May mắn là bên cạnh bạn luôn có được một hậu phương vững chắc, tiếp thêm cho bạn có được sức mạnh để vượt qua những chông gai trong cuộc sống. Bạn cần phải trân trọng những người thân yêu, luôn có mặt bất cứ lúc nào bạn cần như thế nhé. Vài tử vi tuổi Giáp Ngọ thuộc mệnh kim, kẻ tiểu nhân buông lời gièm pha, nói xấu, bạn cần phải tránh xa. Tử vi tuổi Bính Ngọ thuộc mệnh thủy, thêm vững tin hơn nhờ sức mạnh từ hậu phương vững chắc. Tử vi tuổi Mậu Ngọ thuộc mệnh hỏa, luôn trân trọng những người thân yêu bên mình những lúc khó khăn hoạn nạn. Tử vi tuổi Canh Ngọ thuộc mệnh thổ, dẹp bỏ cái tôi, nhìn về mục tiêu chung thì mới mong đạt được thành công. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ thuộc mệnh mộc, tập trung hóa giải quyết những mâu thuẫn trong công việc cũng như là trong các mối quan hệ xã giao. Vài đánh giá của bà Tử Ngọ trong ngày thứ ba này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 25, số 79, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu hồng, màu tím, quý nhân phù trợ, tuổi Tuất, tuổi Dần, tuổi Mùi. Tử vi tuổi Mùi thứ ba ngày mùng 6 tháng 7 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ ba này với bà tuổi Mùi cho chúng ta thấy là bà tuổi Mùi đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp Hợi Mão Mùi phù trợ. Cái điều này sẽ giúp cho công việc của bạn được tiến hành trong ngày hôm nay suôn sẻ và gặp nhiều điều kiện thuận lợi. Bản mệnh dễ dàng hoàn thành các nhiệm vụ được giao và các mối quan hệ xã giao của bạn trong ngày hôm nay cũng rất hài hòa và tốt đẹp. Đặc biệt trong ngày này, đối với những người làm trong những lĩnh vực như là nghệ thuật, kỹ thuật, nghề tự do, dịch vụ, sự nhanh nhạy của bạn sẽ nhận được không ít những lời tán thưởng của mọi người. Khi bạn đang có được thiên tài dẫn lối, bạn cần phải tiếp tục phát huy sức mạnh của bản thân mình để từng bước tiến lên đỉnh quang vinh ở phía trước bạn tuổi Mùi nhé. Tuy nhiên, trong vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi Mùi lại đang gặp ngày có mộc khắc với thổ. Cái điều này làm cho bạn đang có điềm báo, cái chuyện tình cảm của bạn đang có sự lạnh nhạt, khiến cho người ấy buồn lòng. Có vẻ như bản mệnh đã dành quá nhiều thời gian cho công việc mà bỏ bê nửa kia rồi. Chỉ cần bạn quan tâm hơn một chút nữa thôi cũng có thể khiến cho đối phương cảm thấy ấm lòng hơn rồi đó nhé. Về tử vi tuổi Ất Mùi thuộc mệnh kim, mối quan hệ về tình cảm có trục trặc do thiếu sự quan tâm, chia sẻ. Tử vi tuổi Đinh Mùi thuộc mệnh thủy, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tinh thần trách nhiệm cao. Tử vi tuổi Kỷ Mùi thuộc mệnh hỏa, thể hiện được năng lực xuất chúng, được mọi người tán thưởng. Tử vi tuổi Tân Mùi thuộc mệnh thổ, tình cảm dần xa cách vì sự lạnh nhạt của bạn. Tử vi tuổi Quý Mùi thuộc mệnh mộc, dành thời gian cho những người mình yêu thương nhiều hơn. Và đánh giá của bạn tuổi Mùi trong ngày thứ ba này: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 38, số 44, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Ngọ, tuổi Mão, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Thân thứ ba ngày mùng 6 tháng 7 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ ba này với bà tuổi Thân cho chúng ta thấy là bà tuổi Thân trong ngày này do ảnh hưởng của kiếp tài chiếu mệnh mà làm cho bạn phải chịu nhiều thiệt thòi. Những hành động liều lĩnh không suy tính kỹ càng của bản mệnh chính là nguyên nhân dẫn đến những sai lầm gây thất thoát về tiền bạc. Lần này đây là bài học kinh nghiệm mà bạn cần phải khắc cốt ghi tâm. Trong các mối quan hệ về tình cảm của bạn tuổi Thân trong ngày thứ ba này cũng không được như ý muốn do ngũ hành kim khắc mộc
gây ra. Với những bất đồng do sự tranh cãi là điều khó có thể tránh khỏi. Vì vậy, với bạn tuổi Thân, bạn cần phải học cách giữ bình tĩnh, lắng nghe những tâm tư chia sẻ của cả hai phía để có những hướng xử lý vấn đề sao cho thật tốt. Và ngày này, để cho công việc của mình thêm phần được thuận lợi hơn, bạn mệnh tuổi Thân nên chọn giờ tốt và hướng xuất hành tốt để gặp được nhiều may mắn. Hướng xuất hành tốt trong ngày hôm nay là hướng Hỷ Thần, hướng Tây Bắc và Tài Thần, hướng Đông Nam. Vài tử vi tuổi Giáp Thân thuộc mệnh Thủy, sự liều lĩnh sẽ khiến cho bạn gặp phải những bất trắc khó lường. Tử vi tuổi Bính Thân thuộc mệnh Hỏa, quan hệ giữa cha mẹ và con cái có nhiều mâu thuẫn. Tử vi tuổi Mậu Thân thuộc mệnh Thổ, thất bại sẽ là bài học kinh nghiệm quý giá. Tử vi tuổi Canh Thân thuộc mệnh Mộc, cần phải lắng nghe và chia sẻ với nửa kia nhiều hơn. Tử vi tuổi Nhâm Thân thuộc mệnh Kim, hành động nóng vội dẫn đến sai lầm gây thất thoát về tiền bạc. Và đánh giá của bạn tuổi Thân trong ngày thứ ba này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 22, số 48, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường màu xám, màu ánh kim, quý nhân phù trợ tuổi Thìn, tuổi Tý, tuổi Tỵ. Tử vi tuổi Dậu thứ ba ngày mùng 6 tháng 7 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi Dậu cho chúng ta thấy là bạn tuổi Dậu đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung Tý Ngọ Mão Dậu. Cái điều này làm cho bạn cần phải biết kiềm chế bản tính nóng nảy của mình. Với sự kiêu ngạo, không chịu nghe theo lời khuyên của bất cứ ai, bạn sẽ khiến cho tình hình trở nên tồi tệ hơn. Chưa kể, trong vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi Dậu cũng đang gặp ngày có Tỵ Kim chiếu mệnh. Cái điều này còn làm cho bạn dễ vướng phải những phi vụ tranh quyền đoạt lợi trong môi trường làm việc. Và tốt nhất với bạn tuổi Dậu, bạn nên tập trung toàn tâm toàn ý vào công việc của mình, tránh xa những chuyện phức tạp rắc rối ở nơi công sở như vậy. Ngày thứ ba này với bạn tuổi Dậu cũng đang gặp ngày có kim mộc bất dung. Cái điều này còn làm cho bạn khó mà giữ được cho mình cái nhìn khách quan. Sự hiểu lầm có thể là nguồn cơn của những rạn nứt trong chuyện tình cảm. Với bạn tuổi Dậu, bạn cần phải tìm lại sự sáng suốt của bản thân trước khi mọi chuyện đi quá giới hạn nhé. Vài tử vi tuổi Ất Dậu thuộc mệnh Thủy, lắng nghe lời khuyên để có được cái nhìn sáng suốt hơn. Tử vi tuổi Đinh Dậu thuộc mệnh Hỏa, mâu thuẫn liên miên, tình cảm khó tránh khỏi sự rạn nứt. Tử vi tuổi Kỷ Dậu thuộc mệnh Thổ, cần phải cẩn trọng trong từng lời nói, hành động, kẻo lại vướng phải họa thị phi khó tránh. Tử vi tuổi Tân Dậu thuộc mệnh Mộc, tập trung vào công việc, đừng có để bị sao nhãng. Tử vi tuổi Quý Dậu thuộc mệnh Kim, kiềm chế bản tính nóng nảy, nếu không công việc sẽ trở nên tồi tệ hơn. Về đánh giá của bạn tuổi Dậu trong ngày thứ ba này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 11, số 52, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường màu trắng, màu xám, quý nhân phù trợ tuổi Tỵ, tuổi Sửu, tuổi Thìn. Tử vi tuổi Tuất thứ ba ngày mùng 6 tháng 7 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi Tuất cho chúng ta thấy là bạn tuổi Tuất bước sang ngày thứ ba này đang có được báo hiệu sẽ có một ngày khá thoải mái khi có được sự ủng hộ nhiệt tình của cục diện ngũ hành Mão Tuất nhị hợp tạo nên. Công việc của bạn tuổi Tuất ngày này được suôn sẻ, với những kế hoạch hợp tác làm ăn cũng được triển khai đúng tín độ, khả năng thu lợi nhuận cao trong tương lai là rất khả thi. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi Tuất cũng đang gặp được ngày của chính ấn ghé thăm. Cái điều này giúp cho bạn có được sự củng cố thêm vững chắc về tinh thần. Năng lực của bạn là điều không thể chối cãi, lại thêm tính cách khiêm tốn, chẳng màng danh lợi, cho nên bản mệnh dễ nhận được những thiện cảm của mọi người xung quanh. Tuy nhiên, vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi Tuất lại đang gặp ngày có mộc thổ xung khắc, về cái phương diện tình cảm của bạn không được như ý muốn. Mối quan hệ giữa bạn với các thành viên trong gia đình
đang có dấu hiệu đi xuống. Nếu có thể, bạn hãy dành thêm thời gian để cho tất cả cùng ngồi lại và bày tỏ tâm sự của mình, thay vì có sự xa cách như hiện tại. Gia đình chính là sức mạnh của bạn. Bạn cần phải luôn nhớ điều này, bạn tuổi Tuất nhé. Về tử vi tuổi Giáp Tuất thuộc mệnh Hỏa, lấy được thiện cảm của mọi người nhờ sự khiêm tốn. Tử vi tuổi Bính Tuất thuộc mệnh Thổ, luôn tôn trọng nửa kia của mình. Tử vi tuổi Mậu Tuất thuộc mệnh Mộc, tình cảm giữa các thành viên trong gia đình ngày càng xa cách. Tử vi tuổi Canh Tuất thuộc mệnh Kim, lắng nghe và chia sẻ bí quyết để có được hạnh phúc. Tử vi tuổi Nhâm Tuất thuộc mệnh Thủy, khẳng định được năng lực của bản thân. Và đánh giá của bạn tuổi Tuất trong ngày thứ ba này: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 35, số 67, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường màu nâu, màu vàng, quý nhân phù trợ tuổi Ngọ, tuổi Mão, tuổi Dần. Tử vi tuổi Hợi thứ ba ngày mùng 6 tháng 7 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi Hợi cho chúng ta thấy là bạn tuổi Hợi trong ngày này đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành Mão Hợi bán hợp. Cái điều này làm cho mọi việc với bạn trong ngày hôm nay diễn ra khá thuận lợi, công việc trên đà phát triển. Bản mệnh chỉ cần tập trung vào mục tiêu đã định thì thành công chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Tuy nhiên, trong vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi Hợi lại đang gặp ngày có thương quan giáng họa. Chỉ vì một sai lầm nhỏ của bạn rất có thể sẽ làm cho bạn phải chịu đả kích khá lớn. Không chỉ vì quyền thế bị giảm sút mà bản mệnh còn dễ phải sử dụng tiền túi của mình để bù đắp cho những tổn thất mà bạn đã gây ra. Vì vậy, để tránh những thất bại không đáng có, bản mệnh tuổi Hợi cần phải giữ được sự tỉnh táo, thông tuệ và sáng suốt của mình trước khi quyết định bất cứ điều gì trong ngày hôm nay. Ngày này á, với bạn tuổi Hợi lại đang gặp được ngày có thủy sinh cho Mộc Vượng. Cũng may là ở phía sau lưng của bạn luôn có được những người thân yêu sẵn sàng đưa tay ra đón nhận khi bạn gặp những thất bại. Với những tình cảm đáng quý như thế này, nhất định với bạn tuổi Hợi cần phải trân trọng bạn nhé. Vài tử vi tuổi Ất Hợi thuộc mệnh Hỏa, tỉnh táo, sáng suốt trước khi đưa ra bất cứ quyết định nào. Tử vi tuổi Đinh Hợi thuộc mệnh Thổ, hỏa mất tiền cận kề, cần phải cẩn trọng trước những lời đường mật của kẻ xấu bụng. Tử vi tuổi Kỷ Hợi thuộc mệnh Mộc, tập trung vào mục tiêu, thành công sẽ đến. Tử vi tuổi Tân Hợi thuộc mệnh Kim, một bước đi sai lầm có thể khiến cho bạn phải bỏ tiền túi ra để đền bù. Tử vi tuổi Quý Hợi thuộc mệnh Thủy, người thân yêu luôn ở bên cạnh ngay khi bạn gặp những khó khăn trắc trở. Về đánh giá của bạn tuổi Hợi trong ngày thứ ba này: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 46, số 77, giờ tốt từ 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cát tường màu trắng, màu đen, quý nhân phù trợ tuổi Mùi, tuổi Mão, tuổi Dần. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Đừng tiếc like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và gặp lại.